xin hỏi của anh. Anh đi trở thành giám đốc công ty cổ phiếu, lấy một người vợ giống như lấy của một người đẹp. Ngày tháng trôi qua, Richie là một nhà diễn viên nổi tiếng. Cậu ta từ bé đã nhanh nhiều kinh nghiệm, không một ngày đúng là sở trường của cậu, mà cậu bé đó mặc đó, lớn lên trở thành ông chú bất động sản. Họ một tiếng là cả giới đất đai di chuyển, nhưng anh ta vẫn nhớ tới đỉnh đầu của mình. Beverly, cô dựa vào mặt hình và nhan sắc của mình, gả cho một tên nhà giàu. Nhưng hắn ta lại là một người của cô, khiến cuộc sống của cô không hề dễ dàng gì. Chỉ có may là vẫn ở lại thị trấn nhỏ. Nhưng một cách hiểu lại đã hề. Người đã trở lại rồi. Ngày hôm nay mọi người nhận được điện thoại từ May. Tự họp lại ở một quán ăn, mọi người đã 27 năm không gặp nhau. Nói chuyện của mình dùng giả những người bạn năm đó. Kể cả họ dành cho nhau vẫn không thay đổi. Nhưng bọn họ vẫn không thể quên. Một vấn đề vô cùng quan trọng đó chính là mục đích bọn họ tới đây. Bởi vì vấn đề này, đối với bọn họ mà nói, vô cùng nặng nề mỗi lần nghĩ điều đó. Nhưng có cảm giác như xe cộ kinh doanh sẽ khiến bọn họ không thể quan tâm trong suốt một thời gian dài. Mà vào lúc này, những chuyện kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Mỗi người đều lấy ra một mẩu giấy từ trong chiếc bánh may mắn. Sắp xếp lại chúng, nội dung chính là nó đã giết chết Stan. Mà Stan chính là người bạn hôm nay có nhặt. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc khiến mọi người không lạnh mà run. Đột nhiên, một chiếc bánh quyết định nhảy ra khỏi đĩa. Sau đó, một con sâu kinh dị xuất hiện ra từ bên trong. Sự việc xảy ra tiếp theo còn tệ hại hơn. Chiếc bánh vậy mà tự nhảy ra khỏi đĩa. Sau đó, từ bên trong xuất hiện một con sâu vô cùng ghê sợ.